Mày bị điên à? Hello các bạn. Hello các bạn nha. Nói chung là mình mới nghĩ ra một cái clip rất là hay luôn các bạn. Bây giờ đó mình gọi Thiết cái đã. Mời quá các bạn ơi. Mình lưu tên Thiết là gì ta? Thiết ốc chó. Mời quá. Mình đang gọi Thiết nhà bạn, Thiết mở cây này. Alo. Ủa đây mày. Anh ơi. Alo. Anh đi. Ý là mày biết tin gì chưa? Tin gì? Cái đồ mày không biết tin gì hết đi. Tin gì? Ý là tao nói mày biết ở trên mạng anh em nó bình luận nó cạo đầu mày nhiều lắm. Bây giờ thằng lên chứ anh Trung á là mày nói tao á là bây giờ đang trưa này là mày ngu á là nó qua nó trôi mày là mày cho mày uống thuốc ngủ hay là gì nó đến nói chung là quyết định bữa nay phải cạo được cái đầu của mày. Mày biết tại sao không? Tao á bây giờ tao nó cạo đầu tao rất là buồn luôn. Cái đây nghe tóc là góc ngừ. Cái đầu mày nó nói thiệt cái mặt mày nó đẹp trai vậy mà giờ nó cạo đầu mày còn cái gì đâu đó nói nữa mày hiểu không? Nhưng mà tao anh em anh tao bây giờ tao nói mày nghe không? Tao anh em với mày á nó thiệt tao thương mày lắm Thiết. Bây giờ mày đầu mũi hiếm của mày lên trên đầu luôn đi. Nó qua bây giờ nó có coi nó cạo cũng được chứ đầu nó cạo cái đẹp cái đầu của mày là mày mất vẻ đẹp trai liền mày tin tao Thiết. Nước đi hay đấy. Anh em tao anh em tao thương tao mà tao thiệt á ở trong game tao thương mày nhất luôn á là tao mới nói mày thôi nó thiệt ra tao bị mắc sai lầm nhiều lần rồi bây giờ tao có thương mà bây giờ mày đầu mũ hiểm đi rồi tao nói đỡ tao nói chút nữa vô á nó cạo không được đầu mày là tự động nó dậy nó gì à thì vậy cái mày cái đầu mũ hiểm liên thiết nhảy nhăng chuẩn bị nó qua liền á ờ nó nghĩ là những ý tưởng điên rồ mày mẹ nè như các bạn anh em còn đón xem nữa thứ Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Cạo chung bây giờ tao cạo đều Thiết nữa mày. Đây là ý tưởng của anh em mà điên sao vậy? Sao tưởng... cái tóc mà cái góc con người rồi đi cạo nó vậy? Mua vào làm chưa? Dùng uống nước cạo cho nó. Uống nước đi. Điên sao vậy? Uống nước đi. Con ngủ theo hồ. Nước đi, nước gì vậy? Nước ngọt á. Nước này lên nó bỏ thuốc ngủ rồi mà khùng sao vậy? Nghe mà điên sao mày? Cạo đều anh nữa, cạo đều chung, cạo đều Thiết luôn hai người. Đúng anh Trung, anh đúng rồi. Thiết làm thầy, anh Trung làm chú tiêu. Cạo Thiết à? Bây giờ đưa đầu đường là nó ngủ rồi anh em bây giờ liếng vô nhà ấy, lại giật cái mỏ ra chớ nó luôn đường nào nó ngủ mà được không thì cứ mà nó ngủ mình thôi anh cất nó ngủ rồi anh có cái kéo bây giờ tao nghĩ là nó cũng mình vô mà đưa cho nước ngọt đúng không nãy nói cầm ở trong đơ mà sao đi cũng muốn trong đơ đâu thôi mua dầu làm mày cạo cho nó sạch đừng cạo nhiều thì ấy vậy á hay là tao nó ngủ cho mình chớ nó tìm cũng được quan trọng bây giờ nó ngủ hay không là tao chạy ra kia tao mượn ở trong đơ nhanh lắm à đi. Trung, ê cầm nước lại đơn vô 1 phút rồi thầm nữa. 1 phút. Thầy 1 phút vô thanh tính trước đây. Này thấy chưa? Em nói cứ trưa nánh là nó lo nó ngủ dập cho có đâu mình. Đón tiếp anh này mình Trung. Xong trưa nay anh đúng trưa nay sẽ anh đi đáo đồ kiếm nhà. Cha ơi mẹ ơi, cậu ơi con làm được. Ngoại ơi, con làm được rồi ạ. Dạ chứ. Làm gì? Làm gì? Ngủ đi. Mày đã đợi chi? Hả? Ngủ chi? Thôi trong nhà là mua hiếm vậy. Đi biết vậy á. Ủa thằng anh. Đi hả? Hả? Ý định chơi chơi chi? Nước này uống mấy anh? Đồ mày nước đây nè. Mà tôi biết nghe. Không sao gì gì vậy? Anh uống ơi, em uống chưa? Anh muốn uống rồi. Tôi uống gì? Anh làm tốt anh em. Để cho đồ uống nước rồi. Uống đâu? Uống xong là tôi đi chìm vào một cái giấc ngủ rồi đó.
mày má ông cạo đầu tôi mày cùng cha mày đứa mày vẫn tao vậy mày cứ nghĩ anh em gì vậy tôi là người mấy người rồi được trong nhà mày mua hiểm chi vậy sai phúc trong mua hiểm này cha uống nào tao tao biết mệt má này biết đấy đằng nào tao trong tiệm mà đằng nào gián điệp này à gián điệp sao sao xuống này lửa làm sao anh em vô nhà mày cao thoải mái mà khùng sao vậy? Lộc Phúc mày dám cứ ghê sao mày? Lộc Phúc mày dám cứ ghê sao mày? Mày Tụi chàng này đâu cả. Anh là cứu mình là phé cái màn trò em á. Anh đi đây phé vậy? Mày định quay tao đúng không? Quay nhỉ? Tao quay làm một video cuộc sống anh cho đừng. Mày coi tao dở đâu? Tao nghĩ anh trùng gián điệp mẹ. Tao nói cho má niệm tình các nhà. Đồ giờ tao nói với mọi người luôn nè. Điên sao cái đầu tóc là phóc của người cứ mọi người cứ điên cứ ủi đều. Đồ giỏi mọi người ủi đều mọi người. Nghe điên sao cứ hở nè. Hở đều ủi đều mày điên ấy. Lùng lên nhầm cất mẹ. Tao mẹ nó. Tao mà cất cả thối luôn nè. Mày mới thúi á? Là mày yếu còn không? Mày thúi em mày ơi! Tao không có, mày cùng chơi vậy? Mày thúi rồi, mày lên lên cái tao nói mày. Mày chứ mày thúi làm gì vậy? Lên là mày yếu cái buồn này. Từ khúc này mày lại là tao thúi rồi mày. Cái gì hết nha, tụi tao làm không được. Làm gì vậy? Không có ý không? Tao thật con à? Hả? Mày nó qua đây, nói cho nó nói mình yếu quần sao vậy? Thúi rồi. Vô bắn đồ luôn, giờ nó ấy mình ép. Lấy cái cá luôn. Phóng lợn liền. Ô liên này. Đâu. Cái gì chứ? Cái chuyện gì coi mày vừa phải tao nha. Cái chuyện này mày hiểu không? Vừa phải tao. Đừng có làm méo vấn đề. Sao có mùi đó? Thấm vậy ta? Sao vậy? Ý á, con nó bẻ mùi nó lạ lắm. Sao thúi cứ giữ ra? Sao bữa giờ này nhà thiếu có thúi rồi á. Mới đi. Mày xác trùng mày nghe không? Wow, mày hứng thứ là biết liền à. Thúi quá. Trời, cái tiệc em ta thúi nữa. Cái mùi gì đâu thúi. Cái thúi gì thế này, chỗ này là yếu trong chỗ đít này. Ừ, sao anh biết? Cái chỗ thúi không đây mà. Sao anh đánh hồi, anh biết cứ. Ừ. Sao anh đánh hồi, tao đủ đít cái luôn hết. Cô chào cái gì, tôi đạp đó nha. Thử thử đi, cho biết tôi đủ yếu. Ví dụ cái đây. Hôm nay là mấy anh em mình, tao vô không phải là trôi mày gì hết. Trôi được không? Trôi. Thằng này nó thúi gì không? Cái mình nhận mày sao thiếu không? Mình hình như đau không? Đến đây xúc miệng hay sao á? Tao thiếu cứ tao. Đồ bé con gì chết mày. Đâu có đâu? Lần tao sợ thằng này giảm cất nè. Đâu đơn coi. Đâu có. Đâu mùi gì đâu. Đây. Cất này quá. Mày nghe. Không tao nói thiệt á. Mùi thúi gì hả? Tao đi về vậy ra cạo đầu đâu được ở đây chi nữa. Uống ơi. Đồ mày tao cứu mặt mày á uống. Mày uống đi. Mày chồng đi. Lấy nước xuống miệng đi. Uống miệng cái gì thúi hồn vậy? Đi đổ đầu thúi ra đây. Giờ đè nó cắn đổ rồi. Nó cầm dầu liền kiểu miệng đi được sao em? Cái chuyện làm giỡn nghe chưa? Để nói vậy mà đồ mày cứ rồi uống đi ông mày. Mày biết mẹ nữa chứ tao gọi lên nữa. Uống đều nữa. Đó mày làm tôi thách anh cất cái nhà thúi dữ nhất. Mày nhà mày thúi dữ mày. Chả thú hen 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 ào nó đổ mấy nó đá qua cái chiều nào rồi chứ. Thằng chó này yếu chứ cái ai đó. Nãy giờ đứng không sao mà đi tại đó là thua rồi, được chịu không đấu à. Còn thấy thú sao mà tao thiệt của. À hình như mà thấy bộ đồ ra nó còn thú là sao. Thôi thất bại thôi. Giờ anh em mai quay tiếp. Đi vô thay đồ ấy. Giờ thôi. Giờ ta. Mai ngủ. Điền này còn vui lắm, quay tiếp đi. Đây. Tao uống đầu ấy, tao uống đầu ấy. Tao uống đầu. Tao uống đầu. Đụng nó tao uống rồi thì cũng tao uống rồi. Chỗ ngủ đi. Mà một người thúi ngọt vậy mà. Đâu ngủ đi. Đâu ngủ đi. Thôi mày chuẩn bị ngủ rồi. Thằng Phúc nó cho uống thuốc ngủ chảy rồi. Thằng Phúc nói tao rồi. Tao uống rồi mà. Mày tao gần người đó. Mày tao gần người đó. Mày đứng mày bể biết ưu nhất cảnh giác. Mày tao gần này. Đứng sát người đó thôi đi lên. Mày nghe cái mùi không? Cái thúi xung quanh mà đi nãy giờ tao đi chỗ nào tao thấy thúi đó. Hả? Đi chỗ nào đây? Thúi thiệt. Đúng đó. Bây giờ tao có thúi tôi nghe thúi ở đâu là thúi ở đâu. Mày chả biết đều cái gì các bạn.
Em phải mất vậy chứ. Em đi đâu đó, em muốn mày tao che tao mẹ nữa, muốn đi vậy. Rồi tao mày mày tao muốn điều mày mày tao chịu được không? Đúng mấy anh nãy giờ tao nổi tin mày đó. Nói tao không rồi tao. Cái gì? Đừng mày mày nói nó mày. Có. Đục mẹ bộ em tao bỏ cất. Cái gì mấy chuyện nói vậy? Em nãy hồi nãy ai bày báo đầu mũi hiến hả? Mày cần tao bày ai bày? Không cần nào bày hết. Mày tao biết. Tao biết rồi. Đừng mày khôn. Tao đặt mình lệnh tao thấy mọi người nói tao biết tao bay ngay rồi bay xuống đây liền. Tao nguyên nguyên là cái mũ mày có cất có thiếp. Thôi quá, mày nghĩ nó ngu nó tự bao cất vô mũ nó. Mày tháo ra nó cạo đầu mày. Mày tháo ra là cạo đầu mày. Mày cắt tao ủi đến luôn rồi đi. Tao cất đầu. Tao cất cùng mày. Cái mũ da mày kêu cất. Mẹ nó bị điên mẹ. Mà cất đầu hút mẹ mày nói láo cho mày. Hư mũ ơi. Hư mũ ơi. Mày có cất đầu. Mẹ nó cất đầu vào vành nữa. Không có. Mày hư đi. Ở trong mấy mũ á. Làm gì vậy? Đó. Ê. Ủa bỏ cất mũ ra. Ai chưa bỏ cất mũ. Bỏ cất mũ. Cái đồ quá thằng đồ cất. Ta. Cái đồ quá thằng. Nô 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 nô. Cứ mà đỡ đều sao á. Con luôn á. Mẹ này nè. Mày muốn nhà mày từ đầu dai biết. Trời đưa đều anh chào luôn chứ giật động cất đều. Trời. Đồ. Giả là mặt mày đó. Tao biết nhà anh đúng mặt mày đâu. Tao. Cái đều mà đi bắt cứ đều ai đâu người ta kêu là đỡ vợ đều ai đỡ cứt đều đâu hèn gì sao đi mẹ là mà nó thúi biết cái đầu là đỡ cha mẹ nó cho nói cho mày cứt đâu tao mà đâu cứt đều cũng hơn nó cạo đều tao cái đều giải là tao cũng có ăn chô hồi nãy vậy là mấy tao làm chúng ta lại tao mà biết là tao không phải tao mày vô cái đều mày không mày đừng nó cũng vậy đừng đi không mày mẹ mày tao mày 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 chúng tao ra chờ nữa là mà quá hình tao chỉ nói là cạo đeo mày thôi quay phim gì quay phim gì tao quay phim là vô cạo đeo mày đó anh nghe tức là không quá mày im mày quá mày tin cái này vô cái đóng mặt mày không đi cái này là cái ý tưởng anh em trên mạng là vô cạo đeo mày còn cái cất này anh em không biết ai nghĩ ra là mày nói mày khai thiệt đi cái này cất là tao đi biết nhưng mà chỉ có cạo đeo mày thôi để làm sao mà điện tao trời mấy nãy giờ tính làm anh Trung ra mấy nãy giờ sao đuổi đó anh vậy mấy nãy thiết nãy giờ tao tính làm anh Trung thiết mấy nãy giờ tính làm anh Trung gián sao tao tính làm anh Trung gián điệp anh có liên lụy vô cái vụ đây không anh không biết chứ anh em mày anh em coi đâu không biết đâu tao nghĩ tao cất đậu đầu cất mà đi đậu đầu á có mấy cùng ở đậu chứ ai đậu vậy mẹ là cạo đầu ai biết có mấy cùng đậu cất đầu với ai đậu đường cái mà đừng muốn mua gì với tao á chỉ cất chỉ có thằng thiết là phút nó nghĩ ra thôi thằng đó là trùng cất mà biết rồi sao nghĩ sao đập mũi vậy đồ má cờ nhờ nói cờ liếc lại đánh lên thằng sách chừng nó qua lại kêu ba đụng cái đầu cất đầu nó chứ mới gơi chứ cùng anh mũ rồi cất không vậy rồi anh đấy gì đậu đâu anh đang đây hả không hiểu sao nữa trùng đồ má anh lớn mà nó nói anh cất anh trùng nói khô vậy á anh cứ là biết cỡ cỡ lậm cao nữa lậm vô xài đi xài đỡ em về cha em tặng anh á anh đi ơi. Sao mà cho sắc cái mày phét đi có hạt đạn như vậy mày thằng chó đẻ không? Phét à, chứ không phải đâu nhân giờ phút. Dạ không phải là vui đâu. Chó. Đó. Chó. Chết rồi. Trời. Chó điên điên vậy hen. Mẹ nó. Giờ đúng đậu cứt luôn rồi. Điên hơn lớn vợ trời vậy không? Chưa. Trời. Lộn thiệt luôn quá anh. Rồi, tụi tao nghĩ là bỏ dễ là vừa được rồi. Anh Trung chân quá hay. Trung quá chân quá xuất sắc luôn. Chân vậy hả? Đáng đáng dạ trời ơi vừa làm. Bụt luôn á. Dạ. Ở đó là ba đêm xuống là điện đúng không? Nãy giờ cái đèo tết tao mình nó đập chủng dính cứng đèo kìa. Cái đèo dính cứng kìa vui đây. Hư thứ không? Chuột độc cất đâu mày? Tao đi gạo đều ông ơi. Cái đều cất không kìa. Từ từ cái đoạn gạo đều xem qua mày đưa ngõ cho chút rồi. Tao qua tao biết hả? Đi 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 ấy. Mày đưa cho mày chục mày đưa. Chuột quan bùng dính này. Mày đừng sao. Chút mày dọn cho nói vậy bẻ leo tướng cho mày. Dừng thiết cho dưới tao là tao. Đừng sao. Em nghĩ tao nghĩ cái chuyện này. Thì đầu nào nó được cạo được nó. Mày làm cái đầu nó khủng lắm. Dày rồi làng xóm như nó mấy cái làng nhau nữa chứ. Tính ra đổi một một mũi tên trúng bao nhạn rồi đó. Giờ giờ mấy con nó ra nó cạo đều tao. Ừ. Ừ.
Đục mẹ nó giỏi, cũng cầm cầm chai thuốc chút rồi ra kia phe nó uống nhớ đi sao vậy? Điên sao vậy? Điên sao vậy? Ừ. Bây giờ mẹ ăn cơ. Đường giấy đường quá, mày nói chút nữa ra nấu điên muốn sang tài á. À. Muốn tụi mày say tay không biết đường nào đỡ luôn á. Dơi. Chụp mày máy rồi đây. Đưa cái gì lên. Ừ. Em chụp gì ý tưởng? Sao nữa mày? Mẹ phát cái hạt ý tưởng đang coi thì hay rồi. Ý tưởng mày mà dở ăn cạo đều được nó quá. Mày cạo đều rồi, nó ý tưởng nó hay không đâu. Mấy mày làm tao thất bại như phút. Thất bại. Thấy vô mày nem chụp ra ý tưởng tào lao. Đụng mấy là ý tưởng đầu đá giờ cũng được tiền từ nem chụp. Đúng rồi. Đụng nó làm ý tưởng tào lao vì mình mất ý tưởng. Tại sao tự nhiên vậy là ý tưởng này cũng được, bữa sau mình cạo đều nói sao nó chồng em nó chụp nó kêu đường em chục ngàn tôi nữa ai biết nó làm ý tưởng vậy được không mình phe thuốc phe đồ hết đầu mẹ làm vỡ cả rồi chứ thì bữa sau lại bây giờ mình vô mình làm sao uống được chai nước là thứ mà anh kem được không tao thiệt đi được phúc đi đâu vậy phúc lên đi về phúc cái đầu nó tài đập lắm nó tìm cấp cũng là quý lắm ông đậu cũng vô thiệt luôn đụng đi đường sao vậy cái này nóng rộng á không có nóng đâu ừ để dục rồi ghi chỗ đó ghi chỗ cây mặn đi nó sống kìa nó siêu kìa nó siêu kìa dẫn đi nhờ rồi 100 á 200 à 200 được đồ lộn cháu này quá à biết chưa chưa cái đồ mày nói đâu ai biết thiếu không quá chết tụi mày làm gì lại tụi mày đụng á làm mất ngô mày quá anh vô nhà đi nữa nói chung là anh em rỡ uống cho nước đi uống tụi mày cứu tí mẹ mày chú mày dân mẹ mày đi mẹ mày nói tới mẹ mày nói mày à mày nhà chú mày nói nè mày nói gì nên chụp tới mẹ mày, nên chụp gì vậy? Không được, không được. Đủ mẹ cái mũ người dẫn tao đủ mày, mày biết bao nhiêu không? Cũng giả thôi. Cái gì? Lỡ đi em trao lỡ bỏ. Uống ở đây cái thằng nhắm chụp em. Em mày cái nhắm chụp. Mày đổ mày vô luôn mày.